Chào các bạn, hôm nay cửa hàng mình vừa mới về một siêu phẩm đến từ Bowen Wiki. Một cái cặp loa có cái giá mới là 73 triệu. Nhưng mà hôm nay mình bán chỉ có 33 triệu 200 ngàn thôi. Cặp loa CM9S2 là cái cặp mình sẽ giới thiệu và test nhạc cho các bạn ngày hôm nay. Đây là cặp loa cây với cái thiết kế đứng gần 1m1. Nếu như tính cả đế, còn nếu không tính đế thì nó sẽ là 1m025. 72 triệu 700 giá mới. Nhưng mà hôm nay mình bán giá xài lướt rất là rẻ luôn, chỉ có 33 triệu 200 thôi. Trước hết là sẽ quay kỹ cho các bạn nhìn cái thùng. Đèn piano chúng ta nhìn nó rất là xa, và cái thùng của nó nếu như chúng ta bị bụi bặm thì chúng ta có thể lấy một cái khăn ướt lau được, nó rất là dễ lau chùi vệ sinh. Mình sẽ quay từ dưới lên. Logo Bowen Wilkins, kiềng bằng kim loại rất là đẹp. Màn hai cái bát này là màn giấy 16.5. Một cái loa mic Makela. Sợi này là nó làm cho trong cái những cái thiết bị áo giáp chống đạn hoặc là những cái nào mà vật liệu cao cấp. Những cái dòng loa Bowen Wilkins nó được làm dòng cao cấp thì thường nó làm cái màn này. Sau này thì hãng có đổi lên cái dòng xài màn Continuum, nhưng mà mình thấy cái màn này nó rất là đẹp. Màn này nhìn nó vàng, nó rất là sang. Công suất tối đa là 150, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 89 dB nha. Chúng ta thấy rất là bóng luôn, rất là đẹp. Đặc biệt cái màn lưới bảo vệ cái loa trap này nó làm rất là cứng. Nó rút kinh nghiệm từ những cái đời đi trước rất là dễ mốt, thì là từ cái đời này trở lên thì hãng làm cái lưới cứng chắc như thế này rất là khó bị mốt, mà nó làm nó cũng nhô cái này ra khó, rất là khó bị mốt nên chúng ta xài cũng an tâm hơn. Rất là đẹp loa này, đến vòng đời của nó từ năm 2014 cho đến năm 2021 nha, thì rất là lâu. Sản xuất từ năm 2014 đến 2021 là 7 năm liên tục mà hãng vẫn luôn luôn cháy hàng, tại vì giá rất là ok, mang lại chất âm cực kỳ hay. Nhưng mà hôm nay mình bán chỉ có 33 triệu 200 ngàn thì càng ok hơn nữa, quá rẻ luôn. Chiều ngang của nó nếu như chúng ta không tính cái chân đế này là 20, và chiều sâu là 30 nếu không tính chân đế. Số seri trùng nhau luôn nha. Bóng từ trước đến sau rất là đẹp. Số seri của nó là 145, và bên kia cũng là 145 nha. Rất là đẹp, quá đẹp luôn. Nó những cái bụi bặm này chúng ta có thể lau chùi được. Rồi loa này thì chơi được bi quay, và chúng ta có thể ghép với những âm ly như là đề nông, lớp men, marang, hoặc là những dòng âm ly châu Âu như là Cambridge, như là Audiolac. Lỗ thông hơi ở đây. CM9S2 thì nó nằm trong phân khúc là gần high-end chứ không phải là của, nó gọi là phân khúc khúc hi-fi, nên cái lắp ráp của nó thì nó lắp ráp tại China thôi nha. Những cái dòng mà 8 trở lên nó mới lắp ráp tại England. Tất nhiên là hàng chính hãng thì chúng ta cũng an tâm mà sử dụng thôi, không có sợ hàng nhái hàng này nọ. Bây giờ mình đưa lưới cho các bạn xem nha. Lưới nó là 500 hit. Các bạn thấy nó bóng đến nỗi cái loa này nó phản chiếu vào cái loa này luôn nè. Rồi, bạn nào có nhu cầu hãy gọi ngay cho mình số điện thoại dưới góc màn hình. Giá là 33 triệu 200 ngàn. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất mà kênh mình đăng lên nha. Bấm vào nút đăng ký, sau đó bạn bấm vào cái chuông. Bên mình có bán USB chép nhạc chất lượng cao, cái loại 128GB là 800, cái loại 1000GB thì nó nhiều hơn, sẽ là 2 triệu 500 ngàn.
Loại 1000G thì nó sẽ có nhạc quốc tế, nhạc DJ, nhạc Việt. Dung lượng là khoảng cái số lượng nhạc là khoảng 15.000 bản nhạc. Còn cái loại 1000, loại 128G thì nó được khoảng 2.000 bản nhạc. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại đôi loa một lần nữa trước khi mình test nhạc nha. This is a right away letter. I gotta mail it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from a USA. This love, this heart inside it. The postage is my soul. Contains a message for millions. Say, keep, don't go. Ten thousand guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing, and it's stamped with your own brand name. We's all sailors, as captain you must know. You bring the message to millions, say keep on going. I said keep on going. Oh, don't take my fun. Keep don't go, nah, nah.
it's hard to breathe with that loss. Oh, but I still got you, brother. Don't nail yourself to a cross. I want you to leave that pack. You'll put the drive into my soul. You'll bring a message to millions. They keep them going. I said keep them going. Hold on, take my fight. Keep them going. Keep them going. Bring my brother Tommy out again. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh bài tình ca của em là loài đi trên đất khách xa xăm một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm nhớ cơn mưa chiều rì rào qua sông khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim mà cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh
Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xăm. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều dì dào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mang cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương.